誓言，许下一直为你懂，梦已经靠近你，我好想回到你心里，我只怕再次断肠。Ê, gia thật không ngờ trong phủ Dương Dương không những tài bảo nhiều, ngay cả nha hoàng cũng ước như vậy à. Cô nương, hãy xét kỹ cho ta. Cô nương, tất cả các phòng đều phải xét hết. Khai bẩm nhân gia. Thế nào? Những chữ tình tứ của các cát khẳng định đã xảy ra chuyện. Khẳng định đã xảy ra chuyện mà. Mà đi tìm cho ta, đi tìm cho ta. Dạ. Dương gia, ngài đừng có nói như lời xui xẻo như vậy. Đứa con dân hương, kiếp nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ gặp dữ quá lành. Nhưng mà Dương gia, bây giờ thời cuộc lung lay như vậy, cả Dương phủ gặp chuyện bất trắc, xem ra kinh thành này thật không thể nào tiếp tục ở nữa. Bà nói câu này lấy gì? Ngài coi, chúng ta có cần tới Thiên Tấn tránh nạn một chút hay không? Đợi thời cuộc ổn định rồi mới trở về. Nhưng mà dân hương vẫn chưa có trở về được, chúng ta làm sao mà bỏ đi? Dương gia, ngài là chủ tâm tốt của gia đình chúng ta. Nếu như ngài xảy ra chuyện gì, chúng tôi phải làm sao đây? Đừng nói, tìm không được dân hương, ta không đi đâu. Buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. À! Ê, cô đã tỉnh rồi. Cô đừng có qua đây. Cô đừng có sợ, cô không nhớ sao? Hôm đó ta sát cổ viên gia không thành, là cô đã cứu ta. Chúng ta đã cùng nhau nhảy xuống dưới hồ, nhớ ra chưa? Là người ở đây là đâu? Đây là nhà của ta. Nhà của ngươi? Đúng vậy. Cô quên rồi sao? Hôm qua vụ Dung phủ đã bị nạn, cô bị hai tên cường tặc bắt giữ, bị ngất xỉu dưới đất, là ta đã cứu cô đó. Cảm ơn người đã cứu ta. Không cần cảm ơn, chúng ta coi như quê. Ê, đừng nhúc nhích, đâu có đang bị vết thương. Ta phải đi. Cô đi đâu? Vết thương cô chưa lành, không thể đi vậy. Ta phải đi tìm ạ. Không đúng, hắn hằng mà và nhạc nương của ta tới như vậy, ta không thể nói với hắn ta là cá cá. Cái gì? Ta muốn nói cha mẹ của ta. Ta là nhà hoàng của Dụ Dương phủ. Cha mẹ của ta cũng đã làm việc ở Dụ Dương phủ. Nhưng mà hôm qua loạn như vậy, ta nghĩ họ chắc chắn rời khỏi Dương phủ rồi, đi tránh nạn nơi nào. Đi đâu mà tìm đây? Vậy ta cũng phải đi tìm. Vậy được, ta đi chung với cô. Ta cũng không biết nên xưng hô cô thế nào. Ta tên Nhân Hương. Nhân Hương. Ta nhớ rồi. Nhân Hương, chúng ta đi. Tiểu thư, bên kia. Dân Hương, hay là chúng ta về nhà trước đi, nếu không có lẽ sẽ bị bắn chết hết đó. Cẩn thận, chạy. Hạ hoàng thành khiến Dương gia Phúc Tấn, khiến Dương gia Phúc Tấn phải sợ hãi. Hạ hoàng đang chết. Người làm quan cái kiểu gì đây? Đám cường tặc đó đã dễ dàng xông vào Dương phủ, làm việc bất lực như vậy, theo lý cắt chức trà biển.
Xin Dương gia tha tội. Hôm qua thật sự cường đạo là quá nhiều đi. Hà Quang cũng đã tận hết sức, đã phải đi hết tất cả binh lính để giết tụi đó. Chỉ là tụi đó quá giả quyệt nên việc không nổi nữa. Hà Quang đáng chết, không bảo vệ tốt Dương gia. Xin Dương gia phân tân trách tội. Bỏ đi bỏ đi, đứng dậy đi, đứng dậy. Tạ ơn Dương gia. Giang đại nhân, hôm qua đám cướp bóc Dương phủ, trong hỗn loạn mọi người chạy tứ tán, Dương Hương các cát không biết tung tích ở đâu. Cái chuyện này ngươi phải có sự giải thích cho chúng tôi. Dạ phải. Cho dù Hà Quang lật ngược hết kinh thành cũng quyết định sẽ mau chóng tìm lại cho được Dương Hương các cát để giải thích cho Dương gia. Còn nữa, Dương gia gần đây sức khỏe không tốt, đã từng bảo hoàng thượng ân chủng vài ngày sau tới biệt quyển ở Thiên Tân ở một khoảng thời gian, ngươi hãy ăn bài. Dạ dạ, Hạ Quan đi ăn bài liền. Dương gia, Hạ Quan cáo lui. Dương gia, tôi thấy hay là chúng ta nhanh chóng xuất phát đi Thiên Tân đi. Việc của dân hương Giang đại nhân nhất định sẽ toàn lực để lo. Nếu như ngài vì dân hương mà ở lại, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đợi khi nó trở về, ngài kêu nó làm sao gánh nổi đây? Cứ làm theo ý của bà đi. Mong là ông trời phù hộ, dân hương bình an, vô sự. Nè, mau vào. Thế nào, bên ngoài tình trạng thế nào? Bên ngoài tình trạng rất còn loạn, nhưng mà Di Thế Khải đã cùng với Tổng Đại Tổng thống đạt hành hiệp nghị ủng hộ cộng hòa chúng ta. Cấp trên các người đã sẵn sàng đợi lĩnh. Được. Thiên Vũ, cậu Dương gia phó lương đó hôm qua đã bị đám cường tặc thừa cơ hội đánh cướp, hù hắn sợ rồi, đang chuẩn bị trốn tới Thiên Tân. Vậy sao? Ngươi coi có phải nên thừa cơ hội này làm thịt hắn không? Vào lúc nào? Chỉ có hai ngày nữa. Hay quá, tao đợi cái ngày này đợi lâu lắm rồi. Thiên Vũ, bên cạnh cậu Dương gia đó còn có một tên thị vệ, ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Yên tâm, ta biết mà. Chúng tôi không tiện ở đây quá lâu, để sau khi diệt thành chúng ta sẽ mời tiệc chúc mừng. Được, vậy tôi tiễn các người ra ngoài. Đi đi. Phương đại ca muốn với ama của ta. Bây giờ không được, ta nhất định phải nghĩ một biện pháp ngăn cản hắn. Sự thì người đồng mới là cậu Dương gia đây. Mặc kệ, người đàn ông bận áo qua lại ở trước mặt chắc chắn là cậu Hoàng rồi. Giật khăn trước rồi mới tính. Kéo lô mô đi mô đi. Hồ lô đây. Mô đi. Ê trời, đuôi sao đợi tiền đây. Bây giờ tôi không có tiền mà. Không tiền thì làm nô lệ tôi đó nghe chưa. Bây giờ ông làm cái gì đi? Xảy ra chuyện gì? Không biết xảy ra chuyện gì hả? Cổ đụng hết kẹo holo của tôi rồi. Người ta bắt cổ đền tiền. Số tiền có đủ hết không? Nghe ngàn cái tặng nghe. Cái tiền đi.
Lên xe đi bà con ơi. Dân Hương, sao cô lại tới đây? Thì Vũ ca, ta cũng không có thấy nào ăn không ngồi không ở nhà các người. Lúc trước khi ta làm việc ở Dương phủ, chủ tử của ta thưởng cho ta mốt đồ trang sức. Ta muốn đem bán chúng đi, đổi một ít tiền để mà trả tiền phòng. Không phải ta đã nói rồi sao, cô muốn ở bên lòng cứ ở như vậy. Thì Vũ ca, tại sao quên lại tới đây? À, ta có nhiệm vụ. Ở chỗ này người lòng hỗn tạp, loạn lắm. Chúng ta về nhà, ha, đi. À. Mà nhận nương, tạm biệt. Không biết là nữ nhi kiếp này còn có thể gặp lại được các người hay không. Thiên Vũ ca, ngươi hình như không có được vui lắm. Không có, chỉ là khi nãy nhiệm vụ thất bại. Có chuyện gì không có được vui, có thể nói ra được không? Đừng có đè nén ở trong lòng. Vân Hương, thật sự có một số việc cô không nên biết. Vậy được, nếu như người không muốn nói với ta, vậy thì thôi. Vân Hương à, ta không có ý gì khác. Được rồi, ta nói cô nghe. Khi nãy đó ta đi chấp hành một việc, nhiệm vụ thích xác. Thích xác ai? Chính là vương gia của Vũ Dương phủ các người. Phó Lương. Vì sao? Tại sao như vậy?